Vậy tại sao chúng ta lại phải quy y Phật? Tâm thì giới thiệu một chút về về Đức Phật. Đức Phật là một vị thái tử sinh ra trong cung vua. Là mọi cuộc sống của Ngài rất là sung sướng, đầy đủ. Ngài sẽ được kế vị cái ngôi vua của mình để làm vua. Mà cái ngôi vua là cái điều mình rất là nhiều người trong thế gian ai cũng mong muốn mình sẽ được làm. Nhưng mà khi mà Ngài sống trong cung vua, Ngài hưởng tất cả mọi sự sung sướng của cuộc đời. Một ngày Ngài ra thế gian, Ngài thấy có những cảnh sanh già bệnh chết. Ngài thấy cuộc đời nó không phải thật sự là sung sướng. Ngài thấy cuộc sống này nó vô thường. Nhân gian có nhiều cái khổ, trong khi Ngài ở trong cung vương, Ngài không thấy những cái đó. Cho nên Ngài luôn suy tư một điều là tại sao cuộc sống nó lại khổ như vậy? Tại sao con người ta lại bệnh, lại phải chết? Khi mà người chết thì rất là nhiều người đau khổ, bệnh thì rất là đau khổ, không trị được rồi bệnh cho đến chết. Những điều đó chúng ta trong thế gian này chúng ta luôn thấy, nhất là cái đại dịch này, cái chết đến rất nhanh, nhanh không tưởng nổi luôn, có thể đi nguyên một cả gia đình luôn, từ những đứa trẻ còn nhỏ nhỏ cho đến những người lớn tuổi, đi mà không người tiễn đưa. Rồi một vị bác sĩ chết mà con của vị đó cũng mất do Covid luôn. Thế là những cái đau khổ trên thần gian nó đầy dẫy. Và khi mà Đức Phật, lúc đó là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đi dạo, Ngài thấy sao mà cái thế gian này nó vô thường, có nhiều cái khổ vậy. Ngài trăn trở, Ngài nghĩ là cái cuộc sống nó phải luôn vui vẻ tươi đẹp vậy, nhưng mà nó khổ quá vậy. Nên Ngài trăn trở, rồi Ngài vô tình Ngài thấy một vị tu sĩ. Lúc đó vị tu sĩ đó, cái hình dáng của một người tu sĩ là giống như là buông bỏ cuộc đời, nên nó rất là thong thả nhẹ nhàng. Ngài thấy cái vị tu sĩ đó không phải là đạo Phật, vị tu sĩ đó là thuộc đạo của Hindu giáo ngày xưa. Nhưng Ngài cảm thấy có lẽ đây là cái con đường Ngài cần đi. Ngài muốn tìm ra cái con đường để giải thoát khỏi những cái khổ đau cuộc đời. Cho nên Ngài mới xin cha, nhưng mà cha đâu có cho, đâu có cha mẹ nào mà cho con mình đi tu, nhất là cái thời đó. Cho nên Ngài trốn ra, Ngài trốn khỏi thành, Ngài bỏ, Ngài cắt tóc trả lại cho cha, gửi lại để làm báo với cha biết là Ngài sẽ đi tìm cái con đường để thoát khỏi cái cảnh khổ của thế gian. Và Ngài tìm rất là nhiều thầy để tu. Ngài cũng đặt đến những cái cảnh giới mà các vị ngoại đạo kia thời đó đạt được, cũng vô tứ thiền, vô đạt những quả vị thiền, cũng có thể là có thần thông luôn. Ngài có thể thấy được một số, tức là Ngài đạt những cái quả vị mà người ta cái thời đó người ta tu người ta đạt được. Nhưng mà Ngài chưa thấy thoát khổ, Ngài vẫn thấy trong tâm có đầy sự ưu bi. Cho nên Ngài, rồi Ngài tu khổ hạnh 6 năm không ăn gì hết, đến ngoài da bọc xương luôn, đến nội mà sắp chết rồi, Ngài mới cảm thấy là không thể mà tu kiểu này được. Nên Ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh đó, Ngài tu con đường trung đạo, Ngài ăn uống lại bình thường, và Ngài bắt đầu ngồi thiền với cội Bồ Đề. Và khi Ngài ngồi thiền 49 ngày và Ngài đắc đạo, Ngài đắc đạo, Ngài đạt tam minh. Và Ngài tam minh là gì? Ngài thấy được tất cả những cái cảnh, những cái nghiệp từ quá khứ đến vị lai, vô lượng vô kiếp của chúng sanh. Ví dụ mình tới mình gặp Phật, và Phật biết được quá khứ mình như thế nào, tương lai mình như thế nào luôn. Rồi Ngài thấy được cái hành, những cái hạnh nghiệp của Ngài từ quá khứ đến vị lai. Và Ngài thấy Ngài và trạng thái của Ngài lúc đó là dứt hết các lậu hoặc. Cho nên Ngài nhìn thấy được những cái cảnh đó. Cho nên Ngài mới biết à, vì sao mà chúng sanh như vậy, tại sao mà chúng sanh này sinh ra nghèo khó như vậy, tại sao chúng sanh này sinh ra lại tật nguyền, tại sao sinh ra đã bị bệnh bẩm sinh, tại sao sinh ra có người thì giàu có, sinh ra trong một gia đình giàu có, sinh ra là con vua, sinh ra là con của tổng thống, sinh ra là con của những đại gia phú quý. Rồi tại sao cái người đó là sinh ra rất nghèo khổ mà mới sinh ra đã bệnh tật, thậm chí chưa được sinh ra đã chết. Ngài nhìn thấy nhân duyên mà những cái đó nó xảy ra. À, Ngài mới thấy là tất cả là đều do nhân duyên quả báo của chúng sanh tạo ra những cái hành nghiệp như vậy. Cho nên mới có những chúng sanh trên đời có những cái cảnh như vậy.
mình không thấy thì mình nghĩ là mình bình thường, mình sinh ra đứa con mà nó không bình thường, mình cảm thấy cuộc đời nó bất công với mình. Nhưng mọi thứ nó đều có nhân duyên hết, nhân duyên xa xưa, nhiều đời nhiều kiếp mình không biết, mình không biết. Và khi Phật chứng đạo á, ngài cũng thấy là tất cả chúng sanh đều có cái tánh giác, cái trí tuệ để đạt được quả vị như Phật. Ngài thấy chúng sanh đều có Phật tánh như ngài, tức là mọi người cũng đều có thể tự tìm thấy được cái sự tỉnh thức như ngài. Phật là gì? Phật ở đây không phải là một vị thần nào ghê gớm gì hết. Phật chỉ là một người bình thường mà ngài nhận ra được cái chân lý của thế gian, rồi ngài tỉnh thức và ngài nhìn thấy được nhân duyên từ quá khứ đến vị lai. Và ngài nghĩ là chỉ có cái đạt đến cái trạng thái tỉnh thức này thì người ta mới thoát khổ. Cho nên ngài mới chỉ cái con đường cho những người đi theo. Ai mà mong muốn có thoát những cái cảnh khổ thế gian thì phải đi theo cái con đường mà Phật dạy thì mới thoát khổ. Vì vậy cho nên Phật mới bắt đầu đi giảng pháp, mới lập ra. Khi mà ngài giảng pháp thì những lời ngài giảng chính là pháp bảo. Và khi ngài giảng pháp và có những vị thầy quy y với ngài để lập nên cái tông đoàn thì gọi là tăng bảo. Như là Tâm Từ là người xuất gia thì cũng thuộc hàng tăng tăng chúng. Thì vì sao mà mình quy Phật? Mình quy vi Phật không phải là mình phải quy một cái vị thần đó rồi mình phải thỉnh về, rồi mình thỉnh cái tượng về rồi mình thờ thì mình mới làm, mới gọi là quy y Phật. Còn nếu mà mình quy rồi mà mình không thờ hay là mình không làm theo á thì mình sẽ có tội. Nó không phải như vậy. Mình quy Phật là bởi vì tự mình, Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là tự tâm mình mỗi người cũng đều có cái sự, cái hạt nhân tỉnh thức, cái hạt nhân để cho mình có cái sự hạnh phúc, mình thấu ngộ được cái cuộc đời này nó như vô thường như thế nào, thấu ngộ được nhân nhân duyên, nhân quả nghiệp báo như thế nào, để mình hướng lên cái con đường đó, mình mở cái tâm Phật trong lòng mình ra, mình quy y Đức Phật, chính là mình quay lại, mình tìm lấy cái tự tánh Phật của mình để mình có được an lạc hạnh phúc, có sự tỉnh thức, mình sống theo ánh sáng tỉnh thức để đưa đến cái sự hạnh phúc cho mình ở hiện tại và tương lai. Mà mình hạnh phúc thì mình mới mang được hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Vì vậy mình cần phải quy y Phật là như vậy. Còn pháp chính là những cái lời Đức Phật dạy. Vì sao Đức Phật đưa ra những cái lời đó? Đức Phật đã thấy vì cái nhân này mà tạo ra cái nghiệp này, vì cái nhân này tạo ra cái quả này, cho nên Phật mới vẽ những cái con đường để cho mình. Nếu mà anh muốn hạnh phúc thì anh phải đi theo con đường này. Còn nếu mà anh cứ muốn đi theo cái con đường anh nghĩ là đúng thì anh sẽ chịu đau khổ. Thì lúc đó anh phải chấp nhận cái khổ của mình, chứ anh không thể là than là tại người này tại người kia được, vì đó là cái con đường mình đã chọn. Và dù cái người có quy Phật hay không quy Phật thì cái việc anh làm vũ trụ đều ghi nhận hết. Anh làm thiện thì anh sẽ có cái quả lành, còn anh làm ác thì sẽ có cái quả tương ứng với những cái gì anh làm. Cho nên không phải là tôi chưa có làm được, tôi còn giết chúng sanh này nọ, cho nên tôi quy y, tôi sợ tôi mang tội. Không phải. Mình có quy y không quy y thì mình đều gieo ra những cái nghiệp đó, là mình đã được ghi lại hết rồi. Vũ trụ đều ghi lại những hành động của mình rồi. Cho nên còn nhưng mà sao mình cần quy y? Khi mình quy y mình nhận thức ra được cái điều này Phật dạy, nếu mà mình làm nó sẽ đưa đến cái khổ đau, thì mình lúc làm mình có thể là vì cuộc sống này mình chưa có thể thay đổi được, nhưng mà mình vẫn nhận ra được điều đó nó chưa có đúng với lời Phật dạy, thì có thể nó sẽ có những nhân, khi mình gieo cái nhân này có thể nó sẽ có cảnh khổ. Mình hiểu được nhân quả thì khi quả nó đến mình cũng phải chấp nhận được cái điều mà vì sao nó đến như vậy. Lúc đó mình không có bị đau khổ nữa. Mình nhận tôi làm điều đó thì tôi phải trả, tôi vay tiền thì tôi phải trả tiền. Mình không thể vay rồi mình dịch luôn của người ta được. Mình vay là mình phải trả, đó là quy luật bình thường. Mà cái nhân quả thì bạn mọi người nhìn đi, mình chỉ cần gieo có một hạt ớt nhỏ thôi, mình thu hoạch nhiều lắm. Cây ớt nó có khi ăn mấy năm cũng hết nữa. Tức là cái quả nó ra, nó nhân lên rất là lớn, giống như lãi vậy. Mà cái lãi này là nó rất là lớn. Thì mình gieo cái nhân lành cũng vậy. Mà nếu mình gieo nhân lành, cái lãi nó cũng lớn như vậy. Đó là cái tâm linh, cái gốc rễ. Mình nhìn một cái cây nó lớn mạnh cỡ nào á thì nó là phần trên, nhưng mà cái gốc rễ nó tốt thì nó mới nuôi dưỡng cái cây lớn mạnh. Mặc dù bây giờ mình đang sống rất là hạnh phúc, mình có địa vị, có tiền của này nọ đi, nhưng mà cái gốc rễ của mình nếu như nó không lớn thì cái cây dù nó lớn đến mấy, cái gốc rễ mà nó yếu thì nó sẽ ngã nha.
chỉ cần một cơn bão đi qua là những cái cây nào mà gốc rễ yếu là sẽ bị bật đi hết. Nên mình thấy có nhiều người hôm nay họ tỷ phú nhưng ngày hôm sau họ có thể là một con nợ, có thể là tự tử chết chỉ vì nợ. Hoặc có nhiều người họ rất là giàu có nhưng tại sao cuộc sống họ không có khơi mở ra được những cái điều lành thiện, nó không có gỡ được những cái khúc mắc trong cuộc sống, nên người giàu họ đi tự tử nhiều lắm. Đôi khi người nghèo họ nghĩ là họ phải cố gắng họ sống, nhưng mà người giàu họ có tiền rồi họ không hiểu cái cuộc sống này dẫn họ đi đến đâu, họ bị bí mách cho nên họ đi tìm tới cái chết. Đó là vì họ không tìm được cái ánh sáng để họ đi, họ không tìm được cái nguồn sáng từ tích cực từ nơi thân tâm này, mà mỗi người ai cũng có cái nguồn sáng đó. Và mình chỉ hạnh phúc thì mình mới giúp được người xung quanh hạnh phúc. Một người luôn vui vẻ hoài hiền thì những người xung quanh họ gần mình họ luôn cảm thấy an lạc. Còn một người mà luôn mà cảm thấy khó chịu này khó chịu kia, không ai muốn đi gần mình nữa. Vì mình cần phải quy tâm bảo để mình khơi mở, mình gieo cái hạt giống lành từ nơi tâm thức mình, để mình đi lên một cái con đường sáng, con đường đẹp hơn. Để chi? Để chẳng phải là mình thờ ông này, thờ ông kia để ông đó ban phước cho mình, mà là mình đi cái con đường hạnh phúc thì nó sẽ đưa đến hạnh phúc cho mình. Mình đi con đường hạnh phúc thì mình sẽ mang được hạnh phúc đến cho người xung quanh mình. Mình thấy họ sai đường, sai lầm, họ khổ, mình có thể chỉ họ: Ông đừng đi con đường đó sẽ đưa đến cái điều xấu ác. Giống như mình dạy con mình, nếu mà con mình mà nó tập những cái gì hút thuốc, uống rượu rồi, mình biết là cái con đường đó nó đưa đến cái điều không tốt, thì mình sẽ dạy con: à, con phải gắng học, con phải học giỏi, mình phải hướng con đến những cái điều tốt. Thì Phật cũng vậy, Phật sinh ra ở thế gian chỉ là muốn chúng sanh đi theo một cái con đường sáng để chi, để có được an lạc hạnh phúc thôi. Phật chẳng nói là tôi là Phật rồi, mấy ông tới đây mấy ông lạy tôi đi, tôi ban phước cho mấy ông, mấy ông lạy tôi đi, mấy ông giảm nghiệp. Không phải. Vì sao mình phải lạy Phật? Mình lạy Phật là để mình nhìn lại mình đã làm cái gì sai, mình sám hối từ tự tâm mình. Mình biết là cái con đường nó không đúng và tôi nguyện không làm những điều đó nữa. Để tôi đi cái con đường ấy, tôi sẽ theo Phật, theo cái con đường Phật dạy, để tôi đi cái đường sáng hơn. Hai phút nữa, Tâm Từ giới thiệu, chia sẻ chút là ngày xưa, lúc Tâm Từ chưa xuất gia, Tâm Từ cũng không thấy được con đường mình đi. Tâm Từ lúc đó cũng không tin Phật, là sinh viên cho nên theo chủ nghĩa duy vật, cái gì mình thấy mình biết thì mình tin, không thấy không biết không tin. Nhưng mà cái nhân duyên tự nhiên mình cũng đi chùa, cũng đi nhà thờ, nhưng mà nhân duyên hôm đó vô chùa, hôm đó mình là sinh viên thất nghiệp, mình cảm thấy thương cha mẹ mình lo cho mình bao nhiêu năm mà không có chưa tìm được việc để cho ông bà đỡ lo, đỡ khổ. Bạn bè xung quanh cũng rất thương yêu mình. Tâm Từ chỉ nguyện là nếu mà lúc đó Tâm Từ cũng không có tin Phật nữa, Từ chỉ nói là ông ở trên đó, mọi người lại ông, nếu mà ông mà linh thiêng á, ông chỉ đường cho tôi đi, tôi chỉ mong là những người xung quanh tôi được vui thôi. Rồi tự nhiên Tâm Từ đọc kinh, Tâm Từ cảm thấy là mọi thứ nó sáng ra, thấy cái con đường mình đi nó rõ ràng. Rồi Tâm Từ phát nguyện xuất gia. Bạn bè nhiều người không hiểu, nghĩ Tâm Từ do khổ gì đó, buồn gì đó mà đi tu. Nhưng mà không phải, Tâm Từ thấy cái con đường của mình, cảm thấy cái con đường này nó dẫn mình đến cái điều mà mình mong muốn. Rồi Tâm Từ mới xuất gia. Là một người không vô thần, tại vì nhà Tâm Từ là theo đảng mà, là vô thần. Tâm Từ rất là kính ông nội, vì ông nội là bên quân đội, nhưng cũng vô thần. Nhưng mà tự nhiên cái giây phút đó rồi đọc những lời kinh, cảm thấy là mọi thứ nó mở ra cho mình con đường, Tâm Từ mới quyết nguyện xuất gia. Và khi xuất gia thì Tâm Từ lại mở ra được nhiều thứ nữa, và mình thấu hiểu về cuộc đời nó như nào. Cho nên nhiều khi về gia đình mẹ cũng bảo là thôi đi về đi, rồi mẹ lo cho. Mặc dù mẹ cũng chẳng có lo được gì đâu, mà cũng không nghĩ là mình đi tu cái con đường này khổ. Nhưng mà con đường này nó mở ra chân trời mới cho mình, cho nên nó đầy an lạc hạnh phúc mà tự mình mới biết được. Chánh pháp của Phật là đến để mà thấy. Phật không nói là đến để mà tin. Đến để thấy là sao? Để mình trải nghiệm, mình thấy những lời Phật nói là nó đúng với những cái điều trên thế gian này. Và mình đi theo con đường đó thì mình sẽ có được an lạc hạnh phúc. Như vậy thôi. Bây giờ đến giờ rồi, thì mọi người chắp tay trang nghiêm. Tâm Từ sẽ thỉnh quý chư tăng, chư ni, chứng
minh cho buổi lễ quy y của mọi người, quý vị ngày hôm nay. Để đợi tâm từ gửi link để thỉnh thầy. Trước khi vào lễ quy y thì tâm từ xin giới thiệu với mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay đầy đủ nhân duyên, đạo tràng chúng con quy tụ về đây, kính mong được chư tăng, chư ni, những bậc mô phạm về giới hạnh đạo đức và những người sống trên con đường tỉnh thức giác ngộ, xin quý ngài từ bi đến nơi đạo tràng này, mặc dù là online nhưng mà những năng lượng lành mà các ngài đưa tới chúng con sẽ lắng lòng và cảm nhận, giống như pháp thân của Đức Phật bao la khắp mười phương thế giới. Thì một niệm cung kính đến Phật là Phật hiện tiền. Hôm nay hàng đệ tử chúng con đối trước màn hình, nhưng mà chúng ta sẽ quán tưởng là trước mặt chúng ta là mười phương chư Phật, mười phương chư Tôn Pháp và mười phương chư Tăng chứng minh cho chúng ta nơi đạo tràng hôm nay. Chúng ta dùng hết lòng thành kính, xin quý ngài truyền tam quy ngữ giới cho chúng con, để chúng con được mở ra cái chân tâm Phật tánh nơi mình, để đi đến được cái con đường sáng, con đường đưa đến hạnh phúc cho tự thân cũng như là cho những người xung quanh. Thì con xin kính thỉnh Đại Đức Thích Đồng Ân, người sẽ dẫn dắt nguyện hương để cầu trên mười phương chư Phật chứng minh cho chúng con. Và cùng đó có Sư Cô Thích Nữ Phúc Minh, Sư Cô Thích Nữ Thọ Hân, Sư Cô Thích Nữ An Châu và Sư Cô Diệu Bổn sẽ đại diện cho chư Tăng cùng cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh để cho cái lễ quy y này của chúng con được viên tròn công đức. Ngày hôm nay có tất cả những nhân lành ngày hôm nay khởi tâm phát tâm quy y tam bảo này, có được nhân lành nào chúng con xin nguyện hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền, cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Người sống sẽ được thân khỏe tâm an, tăng long phước thọ. Nếu người đã quá vãng sẽ được siêu sanh đến miền tịnh cảnh an lạc, an vui, không sầu, không khổ. Và cũng nguyện cho đại dịch Covid được tiêu trừ, chúng sanh sống trên con đường tỉnh thức, không gieo những nhân gây đau khổ, đạt được an lạc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này đệ tử xin thỉnh Đại Đức Thích Đồng Ân sẽ dâng hương bạch Phật. Mọi người chắp tay trang nghiêm và cùng nhìn lên màn hình. Tâm từ sẽ chia sẻ để cho mọi người cùng nhìn vô và cùng nhất tâm trì tụng đọc theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thỉnh thầy nguyện hương. Đạo tràng mình đủ chưa? Tâm từ nghe rõ không? Dạ rõ thưa thầy. A Di Đà Phật. Đạo tràng mình đủ rồi không? Dạ. A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta làm cái lễ quy y chính thức, thầy xin có đôi lời với tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Thì trước khi quy y thì quý vị đã nghe sư cô Tâm Từ cũng nói vài lời về ý nghĩa của quy y. Thì hôm nay đầy đủ cái duyên thù thắng nhằm vào ngày Vu Lan Báo Hiếu, cũng là ngày mà tất cả những người con dân Việt Nam đang đấu tranh chống vì đại dịch Covid. Chính vì vậy, nhân duyên thù thắng này, quý vị hãy nhất tâm khẩn thiết lòng thành hướng về mười phương tam bảo để cầu nguyện. Thứ nhất, để đắc trì giới pháp, thọ trì giới pháp của Đức Phật và tu tập để được an vui hạnh phúc,
Thứ hai là nguyện nhờ các công đức quy y Tam Bảo hôm nay, nguyện cho pháp giới chúng sanh thoát khỏi đại dịch, kẻ còn người mất được ân tiêm lợi lạc. Chính vì vậy, thầy mong tất cả quý vị chúng ta thật sự nhất tâm để buổi lễ quy y hôm nay được trọn vẹn, thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ quý vị hãy chắp tay trang nghiêm và chúng ta vào buổi lễ chính thức. Đốt nén tâm hương trước Phật đại ngũ Phật dẫn tròn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật đã lòng tâm gửi trọn chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp quang dương đến mọi nhà. Đó nên tâm hương ở ta và nhớ lời chỉ huấn thân ta, cầu xin Đồ ta cùng địa xuất thăm giúp cho người ngộ chân tâm. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu, đệ tử Tăng Ni chúng con cung đổi trước Phật Đại Tát Phật truyền tam quy ngũ giới cho hàng đệ tử tại gia được đầy đủ giới đất nương tựa Tam Bảo, biết nương theo con đường chân chánh, bỏ ác làm thành theo lời Phật dạy, để có được cuộc sống an lành hạnh phúc tốt đời đẹp đạo. Ngưỡng nguyện thập phương chư Phật tôn tham, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thành Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Nhật Thiết Thiên Thần Từ Bi Gia Hộ, lễ quy được thành tựu viên mãn. Lại nguyện đem công đức này nguyện cho pháp giới trường tồn, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, thiên tai dịch bệnh hết thảy tiêu trừ, nguyện bắt được chiếu sanh về cõi Phật an vui, nguyện bệnh được lành, nhà nhà an vui hạnh phúc, giới hương định hương giữ tuệ hương, giải thoát thi biển hương, quang minh văn đài biển pháp giới, cúng dường thập hương Tam Bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, quy trọn một niệm giấc nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tan thang ức kiếp thông cùng tầng. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghi bằng, lời đế châu vi đạo tràng, người phương Phật bảo hào quang sáng ngời,
trước bảo tọa thân chúng con ẩn hiền cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Như tâm đảnh lễ nam mô quy thập phương tổng thư tông biên pháp giới của hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trụ tâm bảo. Na nhất tâm đảnh lễ nam mô thập phương tam thể nhất thiết chư Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hành tốt thiện thế thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như Lam đảnh lễ nam mô Pháp thân tỳ lô giả na Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô viên mãn bảo thân lô xả na Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô thiên bạc hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Ma Tỳ Lô Giả Na Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Hoài Âm Vương Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Phổ Hiền Kim Cương Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Bồ Đề Thánh Diện Vương Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Bồ Câu Diệm Xuân Khởi Vương Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Không Vương Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Kim Cương Tội Ma Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Lô Xá Na Kim Cương Như Lai. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Ma Tỳ Lô Giả Na Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Hoa Diệm Kim Cương Vương Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Hằng Phục Pháp Giới Ma Vương Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư A Di Đà Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư A Xuất Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Bất Không Thành Tựu Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Bảo Sanh Phật. Như Lam đảnh lễ nam mô Bổn Sư Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Kim Cương Trì Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Cửu Ngũ Chí Tôn Vô Thượng Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thoát Đọa Biên Chiếu Kim Cương Vương Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Quang Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Tạng Quân Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Tạng Hỷ Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Hòa Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Vô Ngũ Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Nguyệt Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Cấu Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Vọng Thị Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Thị Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Lưu Na Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Thủy Thiên Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Đức Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Đàng Công Đức Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Cực Quang Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Quang Đức Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Ưu Đức Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Na La Diên Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Hoa Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Hóa Vũ Hỷ Thần Thông Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Liên Hoa Vũ Hỷ Thần Thông Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Công Đức Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Niệm Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Danh Xưng Tâm Đức Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Du Bồ Công Đức Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đậu Chiến Thắng Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Du Bồ Phật.
Như tâm đảnh lễ Nam Mô Chậu Tạp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Du Bồ Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Sơn Vương Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Hùng Ca Ra Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Hùng Hồn. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Hoa Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Toát Đọa Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Tạng Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Phổ Hiền Kim Cương Bất Hoại Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Uệ Tịch Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Tràng Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Lực Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Bát Nhã Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Trị Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Đại Phổ Hiền Kim Cương Thủ Phật. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đạo Chư Phật Mạo Chuẩn Đề Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đạo Chư Tông Tạng Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đạo Sư Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đạo Sư Kim Cang Tát Đọa Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đạo Sư Di Lặc Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đạo Sư Đại Thế Chí Bồ Tát.
Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đạo Sư Liên Hoa Sanh Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đạo Sư Liên Hoa Tạng Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Bát Vạn Từ Thiên Hằng Hà Sa Đẳng Chư Đại Hộ Pháp Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Vu Lan Viên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Lực Sư Lưu Ba Ly Tôn Giả. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Tiên Giáo Tiền Giới Khai Sơn Tạo Từ Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Mời quý vị chúng ta ngồi. Đề chỉ thành đôi phương hết thầy mười phương học ba đời cùng mười phương đại đạo sư đại kim cang phương chư đại minh phương thắng cầu chi phật màu chung đề tôn sư đừng kim thì tôi thắng qua đời ba kiếp tất cả ba đời công nguyện tinh ba thầy chúng sanh khắp cả ba đời mười phương trong cùng tăng hư không giới biên pháp giới khắp tất cả muôn loài vạn vật hữu tình từ thời vô thủy vô chung khắp cả ba đời nhiều hơn tuổi của mười phương còn lang thang trong vòng sanh tử luân hồi tâm cả các nẻo hoặc thiện hoặc ác ở mọi nơi nơi con thường tạo nghiệp không cùng chịu khổ không cùng và gây ra biết bao nỗi đau khổ cho hết thảy chúng sanh chỉ vì vô minh mà thành ra như vậy nếu kể tội rõ con dù hư không kia vô tận cùng không thể chưa hết chư Phật đại bi vì thương xót chúng sanh ứng hiện cõi đời bày ra chánh pháp cứu vớt chúng sanh trong biển khổ bản thân của con cũng nhờ lòng đại bi ấy mà biết rõ đâu là thiện lành đâu là ác nghiệp những gì nên làm và không nên làm con chân thành cảm ơn hồng ân tam bảo của tất thầy
đời từng đặt thiên thề thiên liêng của ba đời. Đàn thân con khi gặp được chánh pháp, được sự dạy bảo của chư Phật, khiến con như tình cơn mong dài. Nhưng do tập thi sâu ác nhiều đời, khiến con dù tu hành nhưng vẫn chưa đoạn được hết thải ác nghiệp. Đối với chánh pháp vẫn chưa hết lòng hộ trì, đối với chúng sanh vẫn chưa đầy đủ đại bi, đối với chư Phật và hết thải. Ai nay con nguyện nhờ đại bi của chư Phật cầu xin được sám hối tất cả lỗi lầm của con cũng như của thầy chúng sanh. Nguyện chư Phật ba đời đã sám hối lỗi lầm thế nào, con cũng xin được sám hối như vậy. Chư Phật ba đời đã tích tập thiện căn và đoạn trừ ác nghiệp ra sao, con cũng xin được như vậy. Như chư Phật ba đời đã thành tựu sự lợi ích cho chúng sanh như sao, con cũng nguyện được như vậy. Cúi mong chư Như Lai khắp ba đời thường cho con được sám hối hết thảy lỗi lầm và ác nghiệp của con, cũng hết thảy muôn loài hữu tình khắp cả ba đời mười phương khắp Phật diệt tội chân ngôn. Lê bà lê bà đế cầu hà cầu hà đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đề đề ma ya đế chân lăng càng đế ta ba lê bà đế cầu hà cầu hà đế đà ra ni đế đề tỳ lê đề đề ma ya đế chân lăng càng đế ta ba lê bà đế cầu hà cầu hà đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đề đề ma ya đế chân lăng càng đế ta ba lê bà đế cầu hà cầu hà đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đề đề ma ya đế chân lăng càng đế ta ba lê bà đế cầu hà cầu hà đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đề đề ma ya đế chân lăng càng đế ta ba lê bà đế cầu hà cầu hà đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đề đề ma ya đế chân lăng càng đế ta ba lê bà đế cầu hà cầu hà đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê đề đề ma ya đế chân lăng càng đế ta ba dương chi tình thì thiên tai tam thiên tận không ba đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu thiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa bồ tát ca, nam mô thanh lương địa bồ tát ca, nam mô thanh lương địa bồ tát ca. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát ca, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát ca, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thổ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni, nam mô hắc ra đạt na đa ra dạ dạ, nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bát ra dạ bồ đề bát đoạ bà dạ.
ma tua tua ba cha ma ha ta du ni ca cha các bạn ra ta kệ tu đắc nô đắc quả nam mô tất kiết lật đoái mong a di đà bà lô kiết thế tất phật ta lăng ta bà nam mô na ra tăng tiền Ere ma bằng đa sa mê tát bà a tha đậu du bằng a thế dựng tát bà tát đa na ma bà già ma bằng đặc đầu đặc biệt kháng ma bà đô e lô ca đê ca ra đê di ri ma bồ đề tát đo tát bà tát bà ma ra ma là những câu lô yết mong đổ lô phật xà gia đê ma phật xà gia đê đà ra đê đê ni thất phật ra gia ra ma phật ma ra bụng đê lệ y hê thân na thất na na sam phật ra xá lợi phật xá phật sam phật ra xá gia hu lô hô lô ma ra hô lô rì ta ra ta ra tất rì to đô bồ đề già bồ đề già bồ đa già bồ đa già dê đê rì già na ra cấn đề đề rì sắc ni na ba già ma na ta ba ha tất đa già ta ba ha ma ha tất đa già ta ba ha tất đa du nghệ thứ bằng đa già ta ba ha na ra cấn đề ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng a mục phê gia ta ba ha ta ba ma ha tất đà dạ ta ba ha dạ kiết ra tất đà dạ ta ba ha ba đà ma yết tất đà dạ ta ba ha na ra cận kỳ bằng đà ra dạ ta ba ha ma ba lợi thăng yết ra dạ ta ba ha nam mô hắc ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô ri ya bà lô kê phê thứ bằng đà dạ ta bà ha ăn tất biệt đô mạng đà ra bạc đà dạ ta bà ha ăn đất điện đô mạng đà ra bạc xà dạ ta bà ăn đất điện đô mạng đà ra bạc xà dạ ta bà nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo pháp vi diệu đặc sâu vô lượng trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe được xin tỳ tùng nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô Bát Nhã Thượng Phật Bồ Tát Ca Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ca Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiến Cụ Ổn Giải Không Độ Nhất Thiết Cụ Anh Tha Lợi Tự Đắc Bất Vì Không Không Bất Vì Sắc Thất Tức Thì Không Công Đức Thì Sắc Thọ Tưởng Hạnh Thức Chia Cột Như Thị Xá Lợi Tự Thì Chư Pháp Công Tướng Bất Thanh Bất Diệt Bất Tô Bất Tình Bất Tăng Bất Giảm Tỷ Cố Công Trung Bồ Tát Bồ Thọ Tường Hạnh Thức Bồ Nhãn Dị Tỳ Thiệt Căn Y Bồ Tát Tinh Hương Vị Xung Pháp Vô Nhàn Giới Nại Chí Vô Y Thân Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Tăng Nại Chí Vô Lão Tư Diệt Vô Lão Tư Tăng Vô Khổ Tâm Diệt Đạo Vô Trí Diệt Vô Đắc Chí Vô Sở Đắc Cố Bồ Đề Tát Đoạ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Tâm Vô Cõi Ngài
ngài vô quái ngài có vô hữu không vô biển ly điên đạo hồng đường cứu cánh niết bàn tâm thơ chư Phật y bát nhã ba la mật đa cô đắng độ ba la tam miễn tam bồ đề cô tri bát nhã ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng tự nhất thiết phổ chân thiết bát tư cô thiết bát nhã ba la mật đa chú thân thiết chú biết ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra sam ga tê bồ đề sa hoa ga tê ba ra ga tê ba ra sam ga tê bồ đề sa hoa ga tê ba re ga tê ba ra ga tê bồ đề a so nam mô sư thích ca mâu ni phật tính tri ân trên đại đức đã từ bi dâng hương và dẫn đại chúng trì kinh. Bây giờ đại diện cho các giới tử thiện nguyện, đại đức Thích Trí Minh truyền tam quy ngũ giới cho quý vị. Thì cũng từ xin mời bạn Hồng Lê đại diện cho các giới tử chắp tay cùng tất cả các giới tử chắp tay cung kính và nghe bạn Hồng Lê đọc lời tắc bạch thỉnh chư quý ngài truyền thọ tam quy ngũ giới cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Mời bạn Hồng Lê mở mic. Đại diện cho các giới tử thỉnh tăng, Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư tôn đức và toàn thể đại chúng, xin quý ngài từ bi lắng lòng nghe chúng con. Hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tắc bạch. Đại diện các giới tử tắc bạch, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh và đại chúng hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay, chúng con biết rằng chúng con là những người may mắn nhất, nhờ tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh đã gieo trồng những hạt giống tốt nơi chúng con. Hôm nay chúng con có phước duyên được gặp con đường của sự thực tập, sự tỉnh thức. Con đường này giúp chúng con dừng lại và sống sâu sắc trong giây phút hiện tại để được nuôi dưỡng và trị liệu, để chế tác niềm vui cho chúng con và những người xung quanh. Chúng con biết tam quy và ngũ giới là điều cơ bản nhất, thể hiện được con đường này một cách toàn vẹn và cụ thể. Hôm nay với tất cả lòng thành, chúng con mong muốn được quy y Tam Bảo và xin thọ nhận năm giới quý báu từ tăng thân và từ tổ tiên tâm linh của chúng con. Chúng con sẽ có các vị Bồ Tát làm bạn đồng hành và mỗi giây phút đều là giây phút hạnh phúc. Chúng con kính xin chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng và tổ tiên tâm linh chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con và truyền giới cho chúng con. Tâm thân đã hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh cầu của quý vị. Hôm nay quý vị là những người may mắn đã gặp được con đường đẹp này và đúng duyên lành để quay về nương tựa. Muốn tiếp tục được trên con đường này, quý vị cần phải biết quay về nương tựa Phật, cũng chính là nương tựa bản tâm Phật tánh vốn sẵn có và đầy đủ nơi tự tâm quý vị. Thứ hai, quý vị cần nương tựa vào chánh pháp hướng thượng dẫn dắt quý vị tiến bộ tâm linh, giúp quý vị sớm quay về để tìm thấy chân tâm Phật tánh nơi mình để có được hạnh phúc viên mãn và trọn vẹn. Và cuối cùng là quý vị cần có một vị tăng thân. Tăng thân là người thừa kế gia tài pháp bảo của Phật, là người bảo vệ và duy trì chánh pháp trường tồn, là bậc thầy mô phạm về đời sống tỉnh thức, là người hiểu rõ Phật pháp, là chỉ dạy pháp Phật cho mọi người biết nương tựa chánh pháp để có được
cuộc sống tỉnh thức, có hạnh phúc chân thật nhất trong đời. Đại diện cho các giới tử, đại diện cho các giới tử, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cảm tạ quý, chúng con xin cảm tạ quý ngài và đại chúng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con. Chúng con sẽ hết lòng làm theo lời chỉ dạy của quý ngài. Tát Pháp Liên Ma, đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Dạ, thưa đại chúng đã tập hợp đủ. Có sự hòa hợp không? Dạ, thưa có sự hòa hợp. Đại chúng hôm nay tập hợp có chủ đích gì? Dạ, thưa để thực hiện Ít Ma truyền ngũ giới và tam quy. Xin đại chúng lắng nghe, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm, ngày được chọn để truyền thọ tam quy và ngũ giới. Chúng ta đã tập hợp đúng giờ giấc, đại chúng đồng ý sẵn sàng hộ niệm. Việc truyền thọ quy giới trong tinh thần hòa hợp như vậy, việc truyền giới là hợp pháp bạch như thế. Trong phép tắc bạch đã có rõ ràng và đầy đủ hay không? Dạ, rõ ràng và đầy đủ. Hôm nay đại chúng tập hợp để chứng minh và hầu niệm cho lễ quay về và nương tựa tam bảo của quý vị tử. Xin đại chúng hãy theo dõi hơi thở an trụ trú trong chánh niệm khi nghe ba tiếng chuông gia trì. Tiếng chuông là tiếng gọi của Phật để mọi người trở về trong trạng thái tỉnh thức.
các vị giới tử có tên sau đây chắp tay thành bậc sen đại diện trước Tam Bảo, đọc tên các vị quy Phạm Thị Ba, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng Lê, Nguyễn Long Thị Kim Long. Để con đọc cho thầy. Trần Ý Lâm, Bùi Thị Thanh Hiếu, Phạm Thị Bảo Yến, Phan Hạ Bảo Vi, Trương Thị Thu Huyền, Phan Trương Anh Nguyễn, Nguyễn Thị Ly, Phan Thị Niêm, Thi Trần Khánh Toàn, Trần Thị Mai Phương, Đỗ Thị Bạch Tuyết, Đỗ Minh Mạng, Đỗ Thị Bích Tuyền, Phạm Thị Thanh Liên. Dạ xong. Các vị giới tử nghe lời sướng và tiếng chuông và lạy xuống một lạy. Giới tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ thọ trong mười phương. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Giới tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện hữu tri thức, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Giới tử mang ơn muôn loài chúng sanh và vạn vật trong mười phương, cây cỏ và đất đá, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Hôm nay đại chúng tập hợp để chứng minh và hộ niệm cho các vị Phật tử trong lễ phát nguyện thọ trì pháp quy Tam Bảo. Là người có duyên với đạo, quý vị đã thấy rõ được con đường của tình thương và sự hiểu biết mà tổ tiên chúng ta đã đi theo trong bao nhiêu thế hệ. Và hôm nay quý vị đã có chủ ý phát tâm quy Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật, Pháp và Tăng là ba viên ngọc quý. Quay về nương tựa nơi Phật là quay về nương tựa nơi Bậc Tịnh Thức, có khả năng đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời. Quay về nương tựa Pháp là quay về với con đường của trí tuệ và từ bi, nghĩa là con đường của hiểu biết và thương yêu. Quay về nương tựa Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể của những người đang thực tập trong con đường trí tuệ từ bi và sống trong tỉnh thức. Phật, Pháp và Tăng có mặt trong mười phương thế giới mà cũng có mặt trong mọi người và mọi loài. Quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ ở nơi tự tánh mình, ở khả năng khai mở và phát triển hiểu biết và thương yêu nơi bản thân mình, và khả năng thực tập hành đạo của cá nhân và đoàn thể mình. Xin các vị giới tử đọc
kính đọc theo đây ba lời phát nguyện lớn ba lần. Thầy sẽ đọc trước và mọi người sẽ đọc lại theo lời thầy sau tiếng chuông và lại một lạy. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, toàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quý vị Phật tử, quý vị đã chính thức tiếp nhận Pháp Tam Quy, đưa ba viên ngọc quý vào lòng vào cuộc đời sống hàng ngày quý vị. Hôm nay quý vị đã trở nên những người học trò của bậc giác ngộ và đã nguyện sống theo nếp sống tỉnh thức của người. Bắt đầu từ hôm nay, quý vị phải để tâm hàng ngày học hỏi và hành trì theo con đường của trí tuệ và từ bi, nghĩa là để phát triển khả năng hiểu biết và thương yêu nơi quý vị. Và cũng bắt đầu từ hôm nay, quý vị phải biết nương tựa vào đoàn thể của quý vị để học hỏi và hành trì, tham dự những khóa tịnh tu, tham dự những buổi đọc tụng quy giới và những sinh hoạt tu học khác của toàn thể để quý vị tu học đúng chánh pháp, không bị sai lạc. Này giáo thọ quý vị là này thượng trí hà minh và pháp danh quý vị do chính thầy ban cho, quý vị phải nương theo thầy vào thọ quý vị mà học đạo và tu học. Các đệ tử, đây là giây phút long trọng của sự truyền thọ năm giới. Năm giới là nền tảng của một cuộc sống có hạnh phúc và có tri thức vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Năm giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp, ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng, ta sẽ xây dựng được an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình và đóng góp vào phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội. Đây là năm giới, giới tướng của năm giới. Xin quý vị lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, xin trả lời. Dạ có, mỗi vị đều thấy mình có khả năng tiếp nhận và học hỏi và hành trì giới luật đã được tuyên đọc. Quý vị đã sẵn sàng chưa?
sẵn sàng. Đây là giới thứ nhất, bảo vệ sự sống, không sát sanh, ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra. Tất cả mọi người và mọi loài vật đều quý trọng mạng sống của mình, vì thế con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức với lòng từ bi để có thể bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài và môi trường sống. Con nguyện không giết hại, không để kẻ khác giết hại và không tán thành bất cứ một hành động giết hại nào trên thế giới, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra điều bắt nguồn từ các tư duy lưỡng nghi và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị, không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào, để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và thế giới. Đây là giới thứ nhất của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Dạ có. Đây là giới thứ hai, hạnh phúc chân thật, không trộm cướp. Ý thức được những khổ đau do bị lừa gạt, trộm cướp, áp bức và bất công xã hội gây ra, con nguyện thực tập chia sẻ thời giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn trên cả ba phương diện tư duy, nói năng và hành động trong đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con biết hạnh phúc chân thật không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Trong khi đó, đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con ý thức được hạnh phúc chân thật phát sinh từ cách nhìn của con và không phải từ bên ngoài đem tới. Thực tập tri túc biết đủ giúp con sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại, để nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang mà con đang có. Con nguyện thực tập chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau cho mọi người, mọi loài, bảo hộ được trái đất và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường. Đây là giới thứ hai trong năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Dạ có. Đây là giới thứ ba,
thương đích thực, không tà dâm, ý thức được những khổ đau do tà dâm gây ra, con nguyện thực tập theo tinh thần trách nhiệm để bảo hộ, để giúp bảo hộ tiết hạnh và của mọi người, mọi gia đình và xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau, những liên hệ tình dục do sự thèm khát gây nên luôn mang theo những hệ lụy và đổ vỡ cho con và cho người khác. Con nguyện không làm những việc bất tình với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực. Và những cam kết chính thức lâu dài, con sẽ làm mọi cách để bảo vệ trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để săn sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật tâm thân tâm nhất như, và nguyện nuôi lớn các đức từ bi hỷ và xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập bốn tâm vô lượng, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong tương lai. Đây là giới thứ ba của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Dạ có. Đây là giới thứ tư, ái ngữ và lắng nghe, không nói dối, ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con nguyện học hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt nỗi khổ đau của người. Con nguyện tìm cách đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc và hay khổ đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những gì những khi cơ bản đang có mặt trong con. Con nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận ấy, để nhận diện và những trí giác sai lầm trong con, để tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người để mà con đang giận. Con nguyện học hỏi sự thật, nói sự thật, lắng nghe sâu để có thể giúp người kia thay đổi và vượt thoát những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện học tập chánh tinh tấn để nuôi dưỡng khả năng hiểu biết, thương yêu, hạnh phúc không kỳ thị nơi con, để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi con đang có trong chiều sâu tâm thức. Đây là giới thứ tư trong năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Dạ có. Đây là giới thứ năm, nuôi dưỡng và trị liệu, không uống rượu, ý thức được những khổ đau do sự tiêu thụ thiếu chánh niệm gây nên. Con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, nuôi dưỡng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực,
tà thức thực để đánh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất may ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới toàn cầu, kim mạnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và chuyện trò. Con nguyện thực tập thuần thiên trở về nơi giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con. À, con để cho muối tiếp và u sầu kéo con trở về quá khứ, hay lo để lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp khổ đau, cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính, đừng quan tương duyên của bạn vật, để con có để học họ học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thâm tâm con, trong xã hội và trong môi trường sống. Đây đó là giới thứ năm trong năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Dạ có. Quý vị đã tiếp nhận xong năm giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của trí nguyện của tự lợi và lợi tha. Quý vị phải ôn tụng thường xuyên giới cứ mỗi tháng ít nhất là một lần để sự học hỏi và hành trì năm giới càng ngày càng sâu sắc và rớm rộng. Lễ tụng năm giới được tổ chức tại chùa, tại thiền đường, niệm Phật đường hay tại tư gia, có sự tham dự của những người bạn tu của mình. Quý vị cũng có thể tổ chức lễ tụng giới trong phạm vi gia đình mình, hoặc nếu sống độc thân xa chùa xa bạn thì cũng có thể tụng giới một mình. Nếu trong vòng 3 tháng mà không tụng giới ít nhất là một lần thì quý vị tự động mất giới thể, và làm lễ quy y truyền giới này sẽ mất hiệu lực. Quý vị Phật tử là đệ tử Phật, quý vị nên tinh tiến tu học theo con đường mà Phật đã dạy con chỉ dạy, để tạo an lạc và phúc cho chính mình và cho mọi người. Nghe chuông đứng dậy và lại xuống ba lại để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Tam Bảo. Các Phật tử, quý vị lắng nghe thầy tuyên đọc phái vi đọc như vậy, và thầy giải thích ý nghĩa cho mỗi vị để quý vị biết biết cái pháp danh mình, để mình có thể thực tập hiểu được ý nghĩa đó. Thank you.
mọi người ngồi tĩnh tâm và lắng nghe thầy đặt pháp danh cho quý vị. Khi mà nhận được pháp danh rồi thì mọi người ghi nhớ tên pháp danh của mình. Vì giờ mình trở về trọn vẹn nơi giây phút hiện tại để mình tiếp nhận được năng lượng của Phật pháp tăng, mười phương chư Phật, mười phương tôn pháp, mười phương hiền thánh tăng, long tầng bộ pháp gia hộ cho quý vị được cơ thể trọn vẹn và vẫn bước trên con đường tu nhân học Phật. Vị thứ nhất là Phan Thị Ba, pháp danh là Chánh Minh. Tức là Chánh Minh, Chánh là chân chánh, Minh là sự rõ biết thông, tức là mình sự rõ tháng, mình là sáng, rõ biết là cái rõ biết một cách chân chánh, rõ biết thấy được, thấy Đức Phật, thấy là thấy được con đường giải thoát, con đường của tỉnh thức, con đường của thương yêu, con đường trí tuệ, là mình thấy được con đường rõ biết đàn gì đó. Mình thấy, vì mình thấy rõ, thấy như thật thì mình đi đúng, mình đi đến đưa đến sự hạnh phúc, đưa đến sự giải thoát, đi sự bình an. Vì mình thấy rõ con đường như vậy, thấy đúng như chánh pháp như vậy, nên mình làm gì cũng liên hệ đến lời chư Phật dạy, không làm việc ác, siêng làm các việc lầm, giữ tâm ý trong sạch, đó là chư Phật dạy. Vì mình thấy rõ như vậy, chánh minh là chân chánh, là chân chánh, minh là rõ sáng. Nên quý vị vị Phan Thị Ba pháp danh Chánh Minh là mình nhớ cái đó, mình hãy biết chánh là chân chánh, minh là rõ sáng, đúng như thật, thì mình biết thân mạng danh mình và mình thực tập. Vị thứ hai là Phan Thị Hiền pháp danh Chánh Tịnh. Cái nào chánh là chân chánh, tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh biết không? Tịnh, thanh tịnh đây là nhiều cái biết tịnh tâm, tịnh tâm cách chân chánh. Tức này mình phải theo cái là tịnh, nhưng phải tịnh, phải chân chánh, phải theo đường bát chánh đạo, phải theo con đường bát chánh đạo, thấy rõ con đường, theo con đường bát chánh đạo á, thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh phải chân chánh, chứ không phải chỉ gọi là chánh mà phải thanh tịnh, thanh tịnh phải chân chánh. Tức là quay lúc nào phải nương nhờ bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức mình theo con đường vậy thì nó chắc chắn thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh theo lời giáo pháp Đức Phật, nên mình phải biết lúc nào lấy cái bát chánh đạo làm cái kim chỉ nam cho cuộc sống, cái gì mình biết sám hối, quay lại lấy cái sự thanh tịnh của mình, lấy cái thanh tịnh mà thanh tịnh đúng với chánh pháp. Quý vị cố gắng thực tập tham thiền pháp danh chánh tịnh, thì mình lấy chánh pháp, mình lấy sự thanh tịnh, lấy bát chánh đạo làm cái nền tảng cho con đường tu học mình. Nguyễn Thị Hồng Lê pháp danh Chánh Pháp. Chánh, biết không sao lại đặt chánh, chánh pháp là có tà pháp. Bây giờ mình tin rằng có những cái pháp mà đưa đến, không đưa đến sự giải thoát, sự đưa đến ly dục, ly tháp, ly pháp, ly bát, bát thiệt pháp. Này vì sao chánh pháp đưa đến sự giải thoát? Pháp chánh pháp này đưa đến sự giải thoát ngay trong hiện tại. Mình khi nào thực tập đúng như vậy, là cái chánh pháp Đức Phật là cái giáo pháp chân chánh, đưa đến sự giải thoát, chuyển hóa được tham, chuyển hóa được sân, chuyển hóa được sân si ngay trong thực tại. Mình tin tưởng cái chánh pháp, chứ còn tại sao mình gọi là chánh pháp? Là cái giáo pháp này đưa đến chuyển hóa được tham, chuyển hóa được sân, chuyển hóa được si ngay trong thực tại này. Nếu ai thực tập như vậy, theo đúng độ trình như vậy, thì có thể chuyển hóa được tham, chuyển hóa được sân, chuyển hóa được si. Khi mình biết được cái chánh pháp, chánh pháp là cái chánh pháp đưa đến chuyển hóa được tham, chuyển hóa được sân, chuyển hóa được si của mình, nên mình phải nhớ như vậy mà khi mình thực tập. Mọi người nhận pháp danh xong, mình đảnh lễ và mình lại ngồi tĩnh tâm để những người khác nhận. Nguyễn Lâm Thị Kim Lâm pháp danh là Chánh Niệm. Cái chánh niệm là gì? Mình chánh cái niệm, mà có là có chánh niệm, nó có tà niệm. Tại cái niệm mới đưa tâm về hiện tại. Cái niệm nào mà nó trọn vẹn trong sáng như nó đang là, tức là cái niệm đưa đến không suy nghĩ vào quá khứ, không suy nghĩ tương lai,
quá khứ thì qua rồi, tương lai thì chưa tới, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Chánh niệm là gì? Giây phút đang như là thôi. Tại chánh niệm này nó đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự bình an, đưa đến sự hạnh phúc cho mình và người, đưa đến sự giải thoát. Nó là nền tảng cơ bản. Quý vị hàng ngày đi đứng nằm ngồi lúc nào phải đưa tâm hiện tại, không suy nghĩ về quá khứ, không suy nghĩ tương lai. Đó là nền tảng căn bản, nó là pháp tối thượng đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự giải thoát ngay trong thực tại này. Và giáo lý Đức Phật cũng vậy, nó đề cập đến chánh niệm. Chánh niệm là rất là sự là quan trọng. Quý vị cứ hàng ngày liên tục chánh niệm là gì? Những niệm đưa đến giải thoát, đưa đến sự chuyển hóa ly dục ly tham ly ác các niệm pháp, đưa đến chuyển hóa tham sân si. Mà cái chánh niệm nó phải là như đang như là, chứ nó đưa như đang nói chuyện, mình biết đưa tâm về hiện tại, đó là chánh niệm. Chánh niệm là như các pháp đang diễn ra như là bị cố gắng thực tập, biết pháp danh mình phải giữ cái tâm lúc nào cũng đưa về hiện tại để mình tiếp nhận được năng lượng Phật tánh muốn có của chính mình. Trần Ý Lâm pháp danh Chánh Nguyên, tức Chánh Nguyên tạo là chánh, tức là mình phải lúc nào phải lấy là cái bản gốc, chánh là chân chánh, nguyên là cái bản gốc, bản tâm mình phải lúc nào cũng nhận ra cái tâm mình đã vốn, cái bản thể mình vốn thanh tịnh rồi, vốn thanh tịnh mới nhận, lúc nào phải nhận về cái bản tâm mình quá, tức là cái Phật tánh mình nó là trọn vẹn khắp nơi khắp chốn ở mọi không gian thời gian. Khi mình hiểu trở về cái thực tại thì tất cả đều sanh diệt nguồn khắp thọ, những cái ý nghĩ, những cảm xúc, những cái gì, những hình ảnh, những ý niệm sanh và diệt thôi, nó chỉ là bóng ảnh thôi. Nên cố gắng quay về cái bản tâm của mình, quá khứ cái thế gian này huyễn mộng hết, thế gian này huyễn hóa, cái khổ đau, những cái hạnh phúc gì đó, nó là tức là cái tầm sanh diệt của tất cả sanh diệt thôi. Mình cố gắng trở về cái bổn tâm mình, tức là Phật tâm, tức là cái Phật tâm của mình, là bản nguyên chư Phật, là bản nguyên của Tỳ Lô Giá Na. Mình cố gắng, nó là cái nền tảng, nó là cái mấu chốt cuộc đời này. Quý vị hãy quay về nương tựa nơi cái đó. Đây thầy đặt cái pháp danh là Chánh Nguyên. Đây Bùi thì Thanh Hiếu pháp danh Chánh Tâm. Chánh là chân chánh, tâm chánh là chánh tâm. Tâm là gì? Tâm nó gồm có thọ, những cảm giác, những ý nghĩ. Cái gì là lấy cái tâm là tu tập, là quay về cái tâm chứ. Tâm mình nghĩ tức là đương về cái tâm mình tu, tức là mình trở về hiện tại. Cái tâm mình á, tâm mình là những cái thanh tịnh trọn vẹn như đang là. Tức là cái tâm mình là gì? Những cái cảm xúc, những ý nghĩ, những lời nói, những cái hành động gì đó, nó không phải là tôi, không phải của tôi. Tức là mình, tâm mình mới hiểu được cái tâm gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Mình nương tựa cái ba cái pháp bánh đó, nương tựa tu. Tức là cái tâm mình là vốn là vô thường, vốn là vô ngã, vốn là nó không chắc thật, nó khổ đau. Thì mình không nương tựa gì hết, mình trở về cái bản tâm của mình nè. Tâm, tức là bản chất của tâm là vô thường, vô ngã và khổ đau. Khi mình hiểu cái đó thì mình an trú trọn vẹn nơi cái tâm Phật của mình. Tâm Phật nó muốn thanh tịnh. Nên mình, quý vị đừng suy nghĩ quá khứ, đừng suy nghĩ tương lai gì hết. Mình đi trọn vẹn hiện tại để mình an trú cái tâm, tâm thường nhiên của mình. Đó là cái gọi là pháp danh Chánh Tâm. Phạm Thị Bảo Yến pháp danh Chánh Thiền. Cái thiền là mà chánh mà có cái loại tà đó, thấy không? Thiền cái Phật giáo, cái thiền thì Phật giáo mới hiểu là cái khác, cái loại thiền khác. Thiền Phật giáo nó là vô ngã, nó vô ngã, nó không phải là nó phải tác động vậy, nó như duyên vậy đó, nó trọn vẹn trong sáng, nó không cần, không phải luyện khí công. Cái thiền Phật giáo là đưa đến sự thấy được các pháp vô thường,
có bản ngã, không có chứng đắc gì hết. Tức là cái bạn làm sao thì Phật giáo đưa về cái bản thể của mình, làm khơi dậy không phải là tôi, không phải của tôi, để mình trở về cái thiền là muốn trở về cái chân tâm mình thôi. Cái chánh thiền á, mình tu các loại thiền á, mình hiểu được cái thiền Phật giáo là cái thiền vô ngã, không có chứng đắc, không sanh không diệt, đưa đến cái sự vô duyên sanh vô ngã thôi. Thì mình hiểu cái đó thì cái đó là mình trực thật thẳng vô, mình thấy cái thiền của mình là thẳng vô cái thật tánh mình. Và một cái thiền của mình á gọi là chánh thiền, thiền là cái thiền của mình, thần Phật giáo khác cái thiền. Khi mình hiểu chỗ đó thì mình thấy các pháp, nhìn thấy bằng trí tuệ của mình tất cả duyên sanh vô ngã, đó cái thiền của Phật giáo. Còn cái loại thiền mà sức khỏe, thiền yoga thì nó không phải, cái thiền Phật giáo là duyên sanh vô ngã, không có sự chứng đắc đó. Để mình hiểu được là mình là pháp danh là chánh thiền. Phan Hạ Bảo Vi pháp danh chánh an. Chánh là chân chánh, an là cái sự bình an trong, mà làm sao để mình tâm mình an được, đó là một vấn đề rất là phải cần phải thực tập. Tức là trong Phật giáo nó gọi là làm sao để an. Tức là an phải làm sao mà có cái an, khi làm sao mình có cái an được thì phải khi mình rõ biết thôi, tâm mình phải rõ biết, mình thực tập theo giới định tuệ. Thì mình làm theo giới, giữ giới thanh tịnh, định và tuệ nó trọn vẹn thì tâm nó tự nhiên nó an. Tức là mình quan sát thôi, những cái khổ đau, những cái gì đó nó chỉ là sanh diệt thôi, mình đừng có tác động vô, mình để cái tâm như duyên vậy nè. Từng lấy khổ vui buồn gì đó mình không theo, mình chỉ trở về chánh niệm, trở về pháp môn của mình. Thì rõ biết như vậy, tất cả những cái cảm xúc nó sanh diệt, những cái hình ảnh nó sanh diệt, đừng có theo nó, hay trở về nơi thực tại, trọn vẹn thực tại ấy, thì tự nhiên là nó an thôi. Mình hiểu được nó trọn giữ giới, giữ định, về thanh tịnh, có gì vi phạm mình sám hối, mình sám hối và làm mới lại thì tự nhiên an. Con người luôn vậy, mình lúc nào cũng vậy, mình thực trở về thực tại đi, mình buông xả, mình rõ biết như thật thì tự nhiên an thôi, chứ không phải trực tập giữ trọn. Trương Thị Thu Huyền pháp danh chánh diệu. Thế nào là chánh diệu? Với cái pháp Phật nó hay lắm. Chánh là chân chánh, diệu là vi diệu. Mình chỉ cần đưa tâm đây, giờ mình ngồi đây mình tiếp xúc đến thực tại đi, mình thấy tất cả đều nhiệm màu ấy. Thậm chí khổ đau cũng là nhiệm màu nữa, thất bại cũng nhiệm màu ấy. Tại tất cả là bài học cho mình thôi. Tất cả những cái khổ đau thất bại gì đó nó là bài học mình thôi, hơn được kìa. Tức là mình để ghi nhận thôi. Nên khi mình hiểu được cái giáo pháp chánh pháp thì mình thấy tất cả đều là có lợi cho mình, tất cả là bài học cho mình hết. Khi mình thấy được nó rất là hiền diệu, khổ đau cũng là nhiệm màu, rồi thất bại cũng là nhiệm màu đó. Tức là mình chỉ rõ biết như vậy thôi, tức mình không dính mắc. Tâm nào trong lúc mình lúc nào cũng kết nối với chư Phật ấy, kết nối với cái sự tỉnh thức, kết nối theo đúng chánh pháp, theo bát chánh đạo, thì mình thấy lúc nào cũng là nhiệm màu ấy. Cái tâm lúc nào mình giáo pháp mình cảm nhận trong hiện tại, mình ngồi đây mình rõ biết ngồi đây đấy, rõ biết như thật thôi. Đừng có cho ý nghĩ là tôi, những cái cảm xúc là tôi, buông xả tất cả là những cái gì đó sanh gì hết. Mình trở về tiếp xúc trong hiện tại thì mình cảm thấy tất cả là nhiệm màu, tất cả là nhiệm màu hết, tất cả nhiệm màu hết. Tức mình chuyển hóa được tham, chuyển hóa được sân, chuyển hành si, nó bị danh chánh diệu. Phan Trương Anh Nguyễn pháp danh chánh định. Chánh định nó có loại tà định nữa nha. Khi mình hiểu là có hai loại chánh định, nó như định cái dạng định Phật giáo ngoại đạo, nó có định vậy, nó muốn thực tập vậy mà không đưa đến sĩ thôi về thoát đâu. Tại cái trong định Phật giáo nó có tuệ, nó có minh sát đó. Gọi là minh sát định tuệ chánh định đi đó. Định này, cái định này nó thuộc về bát chánh đạo. Cái định này chánh định nó theo luật hệ thống bát chánh đạo. Thứ hai là định của Phật giáo nó có lợi tuệ không đó, nó có minh sát không đó, nó thấy rõ như đang là. Tức là mình đừng có xen cho bản ngã đó, định nó như đang là thôi, phải tập theo bát chánh đạo. Và cái định của Phật giáo nó có tuệ không đó, có tuệ không đó, có cái sự thấy được vô thường vô ngã không đó,
thấy mình thực tập giờ mình tập như vậy thì mình hiểu đúng là cái tuệ mình nó mới gì đúng, cái định mình nó mới đúng chứ mình cái tuệ cái định Phật giáo mà chánh định á nó phải có tuệ đó. Nó kết nối định giới định tuệ trọn vẹn nó nên gọi là chánh 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 định, phải hiểu được cái định Phật giáo nó phải có giới trong đó, có định Phật giáo nó có tuệ trong đó mới gọi là chánh định trong đó. Nguyễn Thị Ly Pháp Chánh, chánh trí. Chánh trí là mấy sao chánh. Có trí nó và cái thiền trong Phật giáo nó gọi là trí. Cái trí này là phải là cháy trí mà chăm chánh. Trí mà đem lợi mình lợi người. Cái trí này nó thuộc loại nó phải chân thật. Nó biết phải hổ thẹn, nó biết tàm quý, biết thương yêu, biết chia sẻ, biết hiểu biết. Cái trí này nó phải chân thật, cái trí này nó phải do sự tu tập mà có sự huấn luyện rồi biết ăn năn, biết chuyển hóa thì tự nhiên cái trí này là cái trí bát nhã, trí này cái trí bát nhã. Cái chánh trí là tìm thấy được cái các pháp đều duyên sanh ấy, mình quay trở về thấy rõ như thật như đang là. Cái trí này nó phải kết nối trong thực tại như đang là, thấy rõ không phải là hơn thua, không phải là nhiều tranh giành hơn thua quyền lực địa vị, mà cái trí này là cái trí nó có đầy đủ thương yêu và hiểu biết, gọi là chánh trí. Phan thì niệm pháp danh chánh giới, chánh giới trong nó có giới, nó gọi là chánh với tà. Cái giới nào mà đến nó lợi mình lợi người, đưa đến sự giải thoát đó, cái giới nào nó đưa đến lợi mình lợi người, không cố chấp cho mình giữ giới người khác không giữ giới rồi phiền não. Cái giới nào mà đưa đến sự giải thoát chứ là mình giữ giới mà không thấy mình giữ giới, mình giữ trọn vẹn thấy giữ giới, nó gọi là giới chánh giới. Giới mà đưa đến sự khổ đau, đưa đến ràng buộc, nên giữ giới mà chấp nhận, nhưng mà mình giữ giới người khác không giữ giới là không được. Cái giới này đưa đến sự thương yêu và hiểu biết, sự buông xả, đó là chánh giới. Quý vị cố gắng thực tập là giới này nó phải còn trọn với định và tuệ đó mới gọi là chánh giới được, nó phải có định và tuệ đó. Quý vị cố gắng thực tập. Trần Khánh Toàn pháp danh chánh bổn. Chánh là chân chánh, bổn là cái bản cái căn nguyên, lúc nào cũng vậy, cái bổn là căn nguyên, lúc nào cũng vậy, mình phải trở về cái căn nguyên của mình. Căn nguyên là gì? Bổn là bản, tức là mình trở về cái bản tâm của mình á. Người ta gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, thấy không? Tại sao gọi là bổn sư? Là ông thầy căn bản của mình, ông thầy cốt lõi của mình, tức là gọi là trong mặt tâm gọi là tỳ lô giá na, cái bản tâm mình lúc nào nó trở về cái bổn tâm mình, nương tựa vào cái đó, nương tựa vào Phật, nương tựa vào pháp, nương tựa vào tăng, đó là nơi nương tựa vững chãi nhất. Không nương tựa bất cứ gì trên đời, mọi thứ đều vô thường và khổ đau, mọi thứ là vô thường và khổ đau, sụp đổ, hy vọng là sụp đổ, nương tựa bất cứ gì ngoài điều là khổ đau. Quý vị cố gắng thực tập anh nương tựa vào. Trần Thị Tỳ Mai Phương pháp danh chánh giác. Chánh là chân chánh, giác là giác ngộ. Thế là giác ngộ cái gì? Cái giác ngộ là gì? Cuộc đời là gì? Vô thường. Cuộc đời là gì? Duyên sanh vô ngã. Mọi thứ đều vô thường, duyên sanh vô ngã, không có gì của tôi cả. Ý niệm được tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đều nó là duyên hết. Vợ con, chồng con rồi nó duyên hết, không có gì thật. Để hiểu được cái đó nó là duyên hết. Mọi thứ trên đời là do nhân duyên sanh và nhân duyên diệt, mà không cố chấp vậy, không nương tựa bất cứ gì ở ngoài hết.
hay nương tựa giác ngộ, nương tựa Phật tánh mạng giác, là cái sự giác ngộ, sự trí tuệ mà nương tựa vào, đó là cái chánh giác. Chánh giác thấy rõ các pháp là vô thường, là vô ngã và khổ đau, nên nó không nương tựa vào gì hết. Thấy rõ các pháp như vậy ta, mình không có theo, không có nương tựa vào gì, thấy đó các nhà cửa, không có bám chấp nhà cửa, chồng con hoặc là vợ con gì hết, tất cả duyên hết. Mình thấy vậy rồi mình nương tựa, hàng ngày lấy công phu mình là chính thôi. Rồi mình niệm Phật thì mình niệm Phật, thì chú thì mình nương thì chú hành thiền tức là lấy công phu mình làm cái lẽ sống mà còn mọi thứ rời 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 chánh niệm là đều là khổ đau ấy. Nên mình gọi là chánh giác. Đỗ thị bạch tiết pháp danh chánh liễu. Chánh là chân chánh, liễu là trọn vẹn, liễu là gọi là nó tuyệt vời lắm, tức là cái đã liễu là tức là nó trọn vẹn, trong sáng, tròn đầy. Cái chân chánh mà nó tròn đầy thì hàng ngày cũng nghe mình vậy, mình hiểu rằng mình cứ mình không nghĩ rằng mình cứ không biết rằng cái chân tâm Phật tánh mình vốn thanh tịnh rồi, nó trọn vẹn rồi. Mình cứ tìm cầu chỗ này, mình tìm cầu chỗ kia, mình thì cái mình quên mất cái bản tâm mình đi, nhưng mà chỉ cần mình trở về lại đi, chân chánh mình dùng cái tâm chân chánh mình quay trở lại nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng thì mình thấy nó trọn vẹn rồi, không còn cái gì nữa, được cái nó như vậy thôi. Thì mình thực tập theo cái đó, theo giới, theo định, theo tệ thì vốn là trọn vẹn, là giống một cái đám mây vậy thôi. Mình chỉ cần bén qua thì nó rõ sáng thôi. Mình tưởng tượng là mình cho là mình đang suy nghĩ, mình đang vui, mình đang buồn, mình đang là cái tôi đó, mình không thấy rõ. Nhưng mà khi mình liễu, kiểu như thật, thấy rõ như thật, khi mình bén cái mắt mây ra thì mặt trời nó ló dạng thôi, băng tâm mình thanh tịnh thì ló dạng thôi. Còn những cái dục vọng, những ham muốn, những cái tham sân si gì đó, nó chỉ đám mây thôi. Mình làm sao mình tu tập mình bén cái mắt mây ra thì mình liễu, mình sẽ nhận ra cái Phật tánh vốn có trong mình, đó là chánh liệu. Đỗ minh mạng pháp danh chánh trụ. Chánh nó trụ tức là mình phải có là kiên định, mình phải có kỷ luật phải kỷ luật được, mình tu tập mình phải kỷ luật được, mình đừng có dễ dãi cho mình quá. Nhiều khi mình tu mình hay muốn cái này muốn cái kia, mình dễ dãi cho mình á, mình không có kiên định. Mình không kiên định thì không có nhẫn nhục, không có kiên định thì không có thành công được. Mình phải có kỷ luật cho mình, kỷ luật về thân, kỷ luật về tâm thì kỷ luật rồi, mình phải có những kỷ luật đúng, mình sẽ giữ cho trọn vẹn kỷ luật cho mình thì kiên định, tín lòng tin kiên định, tín tấn niệm định tuệ kiên định, và lòng tin vào chánh pháp, nên lòng tin vào Phật, đạo pháp, Phật là bậc giác ngộ, pháp là con đường đưa đến giải thoát, tăng là đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh. Cái lòng tin kiên định như vậy, vì lòng tin kiên định, thực hành kiên định và nguyện lực kiên định, cái gì thì chắc chắn đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự bình an, giải thoát trong ngay cuộc đời này. Nên phải lúc nào phải lấy giữ kinh kiên định làm chính, phải kiên định lòng tin vào Phật trong tâm mình, pháp trong tâm mình, kiên định tin động tin trọn vẹn và tăng trong tâm mình, không nương tựa bất cứ gì ở ngoài, tất cả đều sụp đổ khổ đau, vô thường sụp đổ khổ đau. Phạm Thị Thanh Liên pháp danh chánh đạo. Chánh là gì? Chánh là chân chánh, đạo là con đường. Nên con đường có là đường tà, đường chánh nữa. Tại sao? Tại sao phải theo con đường bát chánh đạo? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh chánh tấn, chánh niệm, chánh định là con đường chánh đạo. Phải lấy cái đường bát chánh đạo đó. Tại con đường bát chánh đạo là con đường gì? Đưa đến chuyển hóa được tham, chuyển hóa được sắc, chuyển hóa được si.
cuộc đời nó cũng vậy, mình hiểu như vậy, hay nương tựa vào con đường bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường tối thượng, đưa đến hãy nương tựa vào con bát chánh đạo. Còn rời cái bát chánh đạo này thì không có đường con đường nào đương giải thoát. Nên hãy tin tưởng và thực hành theo thực tập theo con đường bát chánh đạo, nên nên có pháp danh là chánh đạo. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni đã đặt tên quý vị rồi, cố gắng mà giới luật là đủ cần và đủ. Nhiều khi mình tu tập mình kêu không quan trọng giữ giới, nhưng mà thật ra giới là điều cần và đủ. Nếu mà giới không có thì không có định và tuệ được. Nên giới là nền tảng căn bản. Thật sự nếu người không có giới thì cũng không có định và không có tuệ. Giới định tuệ nó viên dung với nhau. Không phải giới là điều ràng buộc, giới là điều càng cần và đủ đưa đến hạnh phúc cho mình và người. Nó rất là cần thiết, nó là cần và đủ. Chứ không phải nó liền giới nó như Phật cấm uống rượu, không uống sắc thanh, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, không trộm cắp. Thì mình cảm thấy là điều ràng buộc không có đâu. Nó là điều cần và đủ đưa đến hạnh phúc cho mình và người. Nó đơn giản. Mình phải khát ngưỡng, mình phải mong cầu để mình đưa đến con sự giải thoát. Tại khi giữ giới nào giải thoát giới đó. Nhiều vậy chứ tu tập cái ôn thùng trong giới nó cần quan trọng đâu. Rồi người ta phạm tới phạm lui thì cả đời, mà nếu mà tu tập mà không giữ giới nó giống nấu cát thành cơm ấy. Nó không bao giờ là thật sự. Kinh nghiệm qua thì mình đã kinh nghiệm qua rồi thì cố gắng, nếu mình làm cái gì như vậy phải lấy giới đầu. Rồi anh tu cái nào, anh tu định tu tệ cái nào, nhưng mà anh không thực tập giới thì nó giống như là nấu cát thành cơm nha. Anh giống nuôi dưỡng nấu cát thành cơm thì không thể thành tựu được. Cũng như cuộc đời vậy, đi cái nước mà không có cái luật thì nước là loạn, nhà không có cái quy luật của nhà thì nhà cũng loạn. Cái giới đều cần đủ đưa đến sự hạnh phúc. Nên quý vị cố gắng thực tập giới, định giữ giới, và có biết nếu có lỡ phạm thì sám hối, chứ không mình sám hối để mình định làm mới lại, và mình thực tập để có trí tuệ nữa, có thiền định, có tuệ nữa, nó mới trọn vẹn được. Nếu quý vị có lo chăm chăm giữ giới, không có định có tuệ thì không có giữ giới nó trọn vẹn được. Nó như là cái điều kiện cần và đủ. Nên quý vị cố gắng thực tập nếu có phạm cố gắng được phạm. Tại vì sao nó nền tảng căn bản. Nên còn lúc nào vậy phải giữ thời khóa công phu hàng ngày vậy. Tại vì sao rời chánh niệm tỉnh giác tu tập ra đều là khổ đau hết. Nó đều là con đường đến khổ đau hết. Tại vì đưa cái dục ngũ dục á, tài danh sắc trực thị nó giống như miếng mồi đó, nó làm cho mình bóng dính vô đó là khổ đau ghê lắm. Không có đường ra, nên chỉ có chánh pháp cái đưa đến cho mình và người hạnh phúc thôi. Kính chúc đi thầy dạ, cô. Dạ thầy, còn một thầy bị sót mất một vị là Độ Thị Bích Tuyền ạ. Thầy xem lại đặt pháp danh. À Bích Tuyền, cô gửi Bích Đỗ Thị Bích Tuyền. Đỗ Thị Bích Tuyền pháp danh chánh tuệ. À cái nào đó không chánh tuệ thì lúc thì cố gắng chánh cho chánh tuệ là cái trí tuệ của Phật giáo nó khác trí tuệ của cái không phải trí mình, theo mình trí tuệ là do sự thực tập, do sự chánh niệm của mình, không phải sự thông minh ra. Chánh tuệ là gì, là do sự tu tập và sự thực thà, sự thực tâm mình á. Mình thực tập thì tự nhiên phát ra trí tuệ, nó dựa trên duyên sanh và vô ngã. Cái trí tuệ mình nhìn là nhìn đang nhìn thôi, trí tuệ nó thấy các pháp điều duyên sanh và vô ngã. Nó không phải là thông minh hơn thua, không phải mấy người ở ngoài nó hơn thua tranh giành, nó lanh lợi. Nhưng mà cái trí nó thấy không, khi mình hiểu cái trí bát nhã vô thì cái trí tuệ mình trí bát nhã, mình thấy không có đó, mình không có tham cái đó, mình thấy được các pháp vô thường vô ngã, trở về chân tâm mình, luôn luôn mình thực tập nuôi dưỡng cái trí tuệ mình. Trí tuệ này lúc nào cũng vậy, quay về trở về lúc nào cũng trở về công phu. Dù mình niệm Phật thì mình trở về niệm Phật, hay trì chú mình trở về trì chú,
tu thiền mình trở về thở, mình rõ biết các pháp như đang là thôi. Thì mình cái trí tuệ là cái trí tuệ mình nhìn là mình đang nhìn, đang nghe, mình đang nghe thôi. Khi mình khi nào rõ biết như vậy thôi, đó là trí tuệ. Trí tuệ này nó phải dựa trên giới định mới có tuệ. Trí tuệ này nó sự dựa trên có, phải có từ nơi công phu tu tập lên, có sự chân thật lên. Cái chánh trí tuệ này nó phải, nó phải cần phải thực tập, phải thực tập, tập nó mới có được. Nên pháp trí tuệ chỗ nào là trong trong đạo Phật gọi là duy tuệ thì nghiệp á, cái mục đích mình chỉ là lấy sự nghiệp trí tuệ làm sự nghiệp thôi. Nên hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp, nó là con đường giải thoát. Tu tập để cái gì? Mình để nhận diện ra, để thoát trọn vẹn, để mình khai mở trí tuệ mình. Khi có trí tuệ thì ánh sáng tới thì bóng tối tự nhiên mất đi. Thì nó đến đến sự hạnh, đưa đến hạnh phúc bình an thật sự, đưa đến sự giải thoát thật sự. Còn cuộc đời nó vô thường, cuộc đời nó vô khổ đau, cuộc đời nó vô ngã, nó vô thường nhanh chóng lắm, vô thường lắm, nó nhanh chóng, nó vô thường nhanh chóng rất là ngắn. Nên quý vị cố gắng thực tập, tập ngày đêm. Truyền tam quy ngũ giới đã vừa xong, không biết có quý Phật tử nào có mặt mà chưa có được nhận tên pháp danh chưa ạ, thì mình lên tiếng, còn nếu không ai lên tiếng tức là mọi người đã đầy đủ, thì mình sẽ ngồi để tĩnh tâm niệm Phật để trọn vẹn cái buổi của lễ quy ngày hôm nay. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin kính thỉnh Đại Đức Thích Đồng Ân, xin Ngài từ bi tiếp tục dẫn chúng thực hành phần nghi lễ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi quý vị đạo hữu Phật tử thọ trì tâm quy ngũ giới thì quý vị chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh, chúng ta nhiếp tâm trì niệm danh hiệu của chư Phật mười phương cùng chư Bồ Tát để cầu nguyện hộ trì cho đạo tâm chúng ta được kiên cố, đạo nghiệp được tăng trưởng, và cầu nguyện cho pháp giới chúng sinh. Đó. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ai Chúng Bồ Tát.
ba ra nam ba ra ba sa nam ba ra ba sa nam ba ra đề tăng ta đề tăng ta tăng đi đề tăng đi đề ta văn ta ta văn ta biên đề ca thất đi về ta ba ha nam mô tam mạng ta mau ta nam ma ba sa đề a ta 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 nam ma ta ta ăn thế cái hồng hồng nhập bà ra nhâm bà ra bát ca nhâm bà ra bát ca nhâm bà ra đề sắc ta đề sắc ta tăng tí đề tăng tí đề ta vấn ta vấn ta biên đề ca tất tỳ về ta bà ha nam mô tam bằng ta bầu đà nam ma bát ca đề a đa sa ta nam nam đắc biệt ta ăn thế hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ca nhâm đề ta vẫn ta vẫn ta viên đề ca tất đề nam mô thiên tài giảng kiết tường bồ tát ca nam mô thiên tài giảng kiết tường bồ tát nam mô thiên tài giảng kiết tường bồ tát ca nguyện ai an lành đêm an lành đêm nay sau thời điều an lành tất cả các thời điều an lành xin nguyện thường thứ thường giao nguyện ngài an lành đêm an lành đêm nay sau thời điều an lành tất cả các thời điều an lành xin nguyện tam bảo thường giao đêm an lành đêm ngày sau thời điều an lành tất cả các thời điều an lành xin nguyện hộ pháp thượng gia hộ bốn loài lên ngôi đất đâu ba cõi sinh lên đài sen hà sa ngạ quy chứng tam thiền muôn loài hữu tình lên thầm địa tiên trị giới thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử sinh hồi hương cho chúng sanh mọi miền pháp môn sinh nguyện học ăn nghĩa sinh nguyên đền tiền nào sinh nguyên đoàn quả phật sinh chân nên Phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa thân đoạn thế của những người quyền sống cuộc đời tình thức đã về nương tựa Phật con đang có thương đi sáng đẹp trong cuộc đời đã về nương tựa Pháp con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa đã nương tựa tăng con đang được căng thân soi sáng dịu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập mà về nương Phật trong con xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tinh sớm mở lòng bồ đề về nương pháp trong con xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường đạt chân hạnh phúc về nương tăng trong con xin quyền cho mọi người xây dựng nên bọn chúng như hóa được muôn loài nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại
đời chứng minh. Nam mô Hiền Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Tam Thể Nhất Thiết Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thành Tăng Thiên Long Bạc Bồ Nhất Thiết Thiền Thần Thủy Tự Phòng Quang Gia Hồ Thiền Tiền Đệ Tử Chúng Đẳng Cung Đối Phật Tiền Thực Hiện Lễ Thọ Trì Tam Quy Ngũ Giới Cho Phật Tự Hiện Tiền Nguyện Trên Mười Phương Chư Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp Cùng Chư Hiện Thánh Tăng Từ bị gia hộ cho Phật tử đủ đầy ân phước trí tuệ khai mở sông đời tình thức giác ngộ. Lòng tin tam bảo thêm sâu, tâm từ bi với chúng sanh tăng trưởng. Thường hành thập thiện trì trai dư giới, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau hiện đời an lạc hạnh phúc. Thành kỳ nguyện thiên tai đại dịch thải tiêu trừ chư âm linh bất tanh, thừa tư vũ lan diên khởi. Chiếu sanh tịnh độ nguyện bệnh được lành người đói được ấm no nhà nhà an vui hạnh phúc thiên hạ thái bình thịnh phượng phổ nguyện ăn sư huấn dục phụ mẫu sinh thành đàn na tịnh thị công phu công quả tăng ích phước điền Pháp giới nhân thiên tình dữ vô tình tề thành Phật đạo a hâm mô di a đà Phật nguyện đêm trong bức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đạo. Như tâm đảnh lễ Nam mô Phật Đà Gia Tôn. Như tâm đảnh lễ Nam mô Đà Ma Gia Tăng. Như tâm đảnh lễ Nam mô Tăng Già Gia Chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là lễ truyền tam quy ngũ giới cho quý Phật tử đã được hoàn mãn. Kính quý Phật tử, mình cùng khởi thân đảnh lễ Phật Pháp Tăng và đảnh lễ quý ngài đã từ bi chứng minh và truyền giới cho chúng ta tam bái. Giới tử xin trí kính tri ân trên Đại Đức Thích Đầu Ngân, Đại Đức Thích Trí Minh, Sư Cô Thích Nữ Phúc Minh, Sư Cô Thích Nữ Thọ Hân, Sư Cô Thích Nữ An Châu đã về nơi đạo tràng này
để chứng minh và truyền giới cho hàng đệ tử chúng con đầy đủ giới pháp, tam quy ngũ giới. Kính chúc quý ngài sức khỏe, luôn là cây bồ đề đại thụ để dẫn dắt và dìu dắt cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, để đạt được an lạc giải thoát trong hiện đời, an lạc trong hiện đời và giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ đã hoàn mãn, kính thỉnh quý ngài hồi quy về phương trượng để nghỉ ngơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau khi mình nhờ quý Phật tử mình nhận giới pháp đầy đủ rồi, Phật tử sẽ gửi một cái file về đọc tụng giới để mọi người thường tụng, để mình nhớ lại những lời Phật dạy, để mình ghi nhớ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Có thể có nhiều lúc mình vì cuộc sống mà mình đôi khi mình phải làm, ví dụ như là uống rượu chẳng hạn, có thể do công việc mà mình cũng có thể là mình phải uống một chút để công việc được tốt thì mình có thể, nhưng mà mình luôn nhận thức được việc mình làm, mình luôn trong sự chánh niệm để mình hiểu là mình đang làm việc gì và mình làm với mức độ như thế nào đủ khả năng để control được mọi việc trong cuộc sống, để đưa mình đến sự an lạc hạnh phúc. Thầy nói về từ giải thoát, nó không có nghĩa là mình tu để mình chết rồi mình đi về nơi nào đó để mình giải thoát, mà là ngay cái hiện tại này, ngay cái cuộc sống này, mình có sự an lạc từ tự tâm, mình hạnh phúc từ tự tâm, thì đó là gọi là an lạc giải thoát. Chứ nhiều khi mình không hiểu, mình nghĩ là mình gắng mình tu đi để mình khi mình chết rồi mình sẽ thành cái gì, thành cái, không phải, mà nó an lạc ngay thực tại của mình, ngay cuộc sống hiện tại của mình. Và buổi truyền giới hôm nay nó rất là vi diệu, được quý thầy dẫn dắt. Chứ không có, tôi thường nghĩ không có buổi truyền giới nào mà nó ý nghĩa và nó sâu sắc như ngày hôm nay. Mình nhận được, mình trì tụng, mình sám hối và mình nhận giới và được nghe về cái tên của mình, ý nghĩa cái tên của mình, và được giải thích về cái con đường tu tập để chuyển hóa, đưa đến an lạc giải thoát của mình. Nó rất là vi diệu. Rất mong những người có mặt nơi đây cảm nhận được cái sự lợi lạc mình, và mình tu tập, mình chuyển hướng để mình nhận được cái sự an lạc ngay tự tâm, và mình đưa được cái an lạc từ mình cho những người xung quanh mình, những người mình yêu thương, những người trong cộng đồng này cũng được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ tri ân mọi người ngày hôm nay đã có mặt, và tất cả các công đức mà có được trong ngày hôm nay, nguyện cho ông bà cha mẹ hiện đời được tăng long phúc thọ, thân khỏe tâm an, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sanh về miền lạc cảnh, nguyện đại dịch được tiêu trừ, chúng sanh quay về tỉnh thức, làm lành bỏ ác để được chân hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, buổi lễ đã hoàn mãn, mọi người có thể nghỉ ngơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính xin tri ân trên Mô Phật, con chào cô ạ. Con xin tri ân quý này. Rồi có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Có ai muốn phát biểu gì không? Và nếu không thì thôi, vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi, và từ sẽ gửi cái nghi thức lên group cho mọi người nhận. Ông cầu nguyện cho các sư các thầy được bình an mạnh khỏe mà trở về Việt Nam là dìu dắt chúng sanh tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Phật tử. Rồi, để tâm thân chào mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Con nhớ cảm ơn cô. Mày ngủ. Không có ca.